Đất kỳ gió nổi ngày 29 tháng 8, chủ đề là ca sĩ âm nhạc hát. Chúng ta có thể sử dụng âm nhạc để ốc tập ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Âm nhạc có thể giúp chúng ta ốc tập tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Tôi đã nể và xem trên phim của mẹ nam tiếng Việt. Ca sĩ là quan trọng, là quan trọng, là rõ ràng và không nhanh nhận. Tôi đã nghe ước mơ của mẹ. Ước mơ của mẹ là hát. Tôi thích âm nhạc, tôi thích ca sĩ. Ai có thể tân nhất thì chúng ta học tập ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng âm nhạc. Ví dụ, chúng ta có thể học tiếng Anh, chúng ta có thể nghe hát sống, chúng ta có thể học tập học từ hay từ hay ca sĩ là khi chúng ta thích ca sĩ, như ca sĩ, chúng ta có thể theo ca sĩ, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể theo hát AI. Âm nhạc có thể chúng ta học tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh AI. Âm nhạc có thể chúng ta học ngôn ngữ, ngôn ngữ AI. Âm nhạc AI, ca sĩ và âm nhạc có thể chúng ta học ngôn ngữ.
Hát đi. À, hai mươi chín tháng tám âm nhạc và ngôn ngữ. Hôm nay tôi muốn nói về âm nhạc và ca hát, ca sĩ ca hát, âm nhạc có thể là một công cụ mang mẹ cho chúng ta học hỏi và thể hiện cảm xúc và âm nhạc. Chúng ta có thể học ngôn ngữ đặt thông viết và tâm trí kết tối bồi thiên nhiên và mỗi ngôn xung quanh. Ví dụ âm nhạc của thế giới chúng ta học thiền nào ở các ngôn ngữ các tối tọa các bài hát và lối đạo rồi à bài mấy chỗ của anh nhắc trong việc học ngôn ngữ học ngôn như của anh nhà thì chúng ta nè các bài hát bằng tiếng Anh là chúng ta có thể học trước cũng mỗi bài hiểu sau học về các phát thanh và như pháp âm nhắc sức thông thạo lòng cứu vội nông nữ các thứ nhẹ và vui vẻ hơn. Ví dụ những bài hát tiếng Anh có thể giúp chúng ta cải thiện kỹ năng nề pha tầm màu sắc cho chàng và chiều sâu hơn âm nhạc chưa
kích thích cảm xúc. Cảm giác không chỉ là hướng trên trái chịu à trái xin mà cũng rất thích cảm xúc và suy nghĩ vì chúng ta nên nướng bằng nhắc hại chúng ta có thể tâm nhận thức sử dụng thông qua tâm hồn và hốc thác thể hiện cảm xúc một cách chân thực phẩm ca sĩ và cảm hứng. Thì chúng ta yêu thích một ca sĩ nào đó, chúng ta có sự hứng đều rồi hô những bài hát của hô và hốc hối từ hồ ca sĩ không di chuyển cảm hứng qua giọng hát mà cũng qua tông và các chương của hộ đẹp ngài có thể thu hút khách. Chúng ta không chỉ học ngôn ngữ mà không cảm nhận bao nhiêu sao không về văn hóa và hối và suy nghĩ làm thế nào để sử dụng âm nhạc trong bài hát ngôn ngữ. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhẹ như bài hát cô đồng nữ công giảng và duy trì khi đã quên chúng ta có thể tức khúc rồi bài hát và hát theo chữ này rất lớn lớn phát âm và khả năng nhẹ ngôi là ra chúng ta có thể sử dụng các ứng dụng hoặc ngôn ngữ và bài hát hoặc xem video âm nhạc của phụ rẻ để hiểu rõ hơn về nội dung âm nhạc có thể giúp chúng ta kết nối với nhau như thế nào. Âm nhạc là một phương tiện tuyệt vời để kết nối của người với nhau. Thì chúng ta thường nghe một bài hát hay chúng hát theo cùng phương thức và với học nhạc. Chúng ta cắm tay cần tư và có sức kết nối với người khác. Âm nhạc của và chắc rồi ngôn ngữ và văn hóa từ chúng ta hiểu nhau hơn chữ phân định chữ phương nên văn hóa cạnh nhau ông nghe có thể trước chúng ta thể hiện hoàn toàn như thế nào ông nhắc là công cụ giúp chúng ta thể hiện cảm xúc và suy nghĩ mà có thể bằng lối nói chúng ta có duyên mắt mô đại hát hoặc chờ đứng như tăng nhà bà suối tại trong đất mà chúng ta mừng vui thăm thì chúng ta hát chúng ta có sự chung phong nói mà phần chung cách chạy chinh để tên tên tôn ngũ khách quan kết tổng âm nhạc không chỉ là một công cụ trái chức mà còn là một phương tiện bằng mê để phúc thấp và kết nối đúng và âm nhạc chúng ta có thể hút nó nhớ thứ sau cũng về văn hóa và cảm nhận tức hút điều con nuôi và thiên nhiên bôi về cái sầu con nít cảm nhận tức sự là câu nói giữa chúng ta đến với thế giới mà rồi xin bản thân mình xuân.